rồi chào nó cho anh em đã lâu lắm rồi mới xuất hiện lại trên youtube ha thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em chỉnh cái laser chỉnh cái laser này, anh em rồi à, giới thiệu cái cái cấu tạo cái laser nhé à, thì khi anh em mà mua laser bên mình á khi anh em mà mua laser bên mình nhé thì nó sẽ như thế này trong này nó có ba viên pin sẵn rồi đó hai con lục giác và cái như vậy thôi kẹp thì có thể kẹp tích hợp nè ống 12 nha ống 12 thì mình sẽ vặn hai ống này Vít ra luôn Vít cái này ra luôn là kẹp trực tiếp luôn còn nếu không mình kẹp ray thôi kẹp ray thì dễ hơn có thể là mình tự chế ray hoặc mua ray cái đó thì rất dễ thôi rồi ok anh em thì ở đây thì cái này thì chắc anh em cũng cũng đã từng nhìn thấy rồi nhưng mà nhiều khi thì người bán họ không có nói rõ hoặc là không có không có nói chi tiết về cấu tạo nó thôi mình sẽ nói sơ lược về cái cấu tạo trước khi để hướng dẫn anh em chỉnh cái laser này nhé rồi ok cấu tạo của nó nè gồm thứ nhất là bộ phận đít thứ hai là chân à, và thứ ba là thân thân laser thì nó ở đây nó có khớp vặn ra được nha anh em vặn ra được đó vặn ra là anh em sẽ thấy một cái tim một cái tim laser gọi là cái bóng đèn đó bóng đèn laser đó cái đầu này thì nó sẽ gắn dính liền với cái tim nó luôn lúc đó thì chỉnh là chỉnh trên cái đầu này bằng qua hai lỗ lục giác này lục giác nhỏ này thì chỉnh ha rồi ok chút cái pin ra và nói rõ hơn về cái pin pin này là gọi là pin cúc áo pin cúc áo ở đây nó có thông số sai ha thì uh, ở đây là lr 44 ok <laughs> mình sẽ gắn trở vào và hướng dẫn anh em chỉnh cái laser này cái này là một kiến thức rất đơn giản thôi nhưng mà đôi khi nếu mà người bán họ không chỉ thì mình sẽ rất là khó để mình làm và có đôi khi mình lầm tưởng là cái này rất khó xài và khó khả năng là xài không được một số anh em điện thoại hỏi là anh ơi cái laser này nó có chỉnh tâm được hay không nếu mà không chỉnh tâm được thì làm sao mà chơi hả anh em hả 500 anh em khi anh em gắn vô vầy nó rội ra bên trái hoặc rội bên phải hoặc rội lên trời thì làm sao mà anh em chơi được nếu như không chỉnh tâm được nhé Nên cái này hoàn toàn có thể chỉnh trái phải lên xuống bình thường luôn nếu mình biết cách Ok thì ở đây thì có một số anh em mua hàng bên mình về và hỏi pin hết pin mua ở đâu Hết pin mua ở đâu Thì ở đây mình đã có khoảng là 100 phỉ pin để mình đem ra mình hướng dẫn với anh em pin này thì mua ở tất cả các hiệu đồ chơi đều có Nhà anh em một vỉ như vậy là hai chục hai chục miếng ha chục miếng như vậy hai chục vỉ như vậy một hộp hai chục vỉ <laughs> ok pin à, này thì à, bình thường bán lẻ chỉ có hai chục ngàn một vỉ như thế này thôi bán lẻ nha nhưng mà nếu anh em ra mấy cái tiệm sửa đồng hồ hoặc là mấy cái tiệm mà gọi là lâu lâu anh em mới phải tới Giống như vô đồng hồ Vô pin cho máy tính rồi này kia đó Thì nó sẽ chém anh em Một viên pin đến 5.000-10.000 nghìn, nghìn luôn Đó Thì nói cho anh em nghe Hoặc là anh em phải vô nhà sách Tìm xem một số nhà sách nó vẫn có nhé Ok à, Mình sẽ tiến hành hướng dẫn anh em Chỉnh cái laser này thì đầu tiên nè Tại sao mà nó xoay được như thế này Tại vì mình đã nới lỏng mấy ngóc ốc này ra Để đỡ mất thời gian khi mà nói chuyện xong Rồi phải vặn nới mấy con ốc này ra Mất thời gian xem clip của anh em nha Mình sẽ nói nhanh Tại vì rất, rất là bận Đang gói hàng nè anh em Đang gói hàng để gửi cho anh em đó Chưa xong đâu vào đâu đâu Nhưng mà phải ngưng lại Để quay clip cho anh em Một số anh em mua <laughs> mua hàng bên mình á thì nhiều khi điện hỏi rồi được một số anh em mà mua hàng chỗ khác ngại điện hỏi thì ví dụ như thông qua cái clip này cũng có thể là biết được ít nhiều à, đôi khi nó chỉ là những cái đơn giản nhưng mà nếu anh em không biết thì anh em sẽ nghĩ là cái này không xài được hoặc là rất khó canh chỉnh hoặc là có thể là anh em vứt nó đi và mua cái khác ok đây anh em đầu tiên anh em xoay cái này cho mình ha xoay cái này mình hai cái này mà anh em để để như vậy là rất khó canh chỉnh nè để như vậy cũng khó nè anh em phải xoay nè xây làm sao đó để cho nó nằm ngay cái mũi mình á cái này nè nó nằm thẳng đứng á gọi là nó nó và cái hình chiếu của nó phải tạo thành một đường thẳng vuông gốc với mặt đất nha vuông gốc với mặt đất rồi ok à, mình thấy là nó rất là giữa rồi đó có thể là cái máy quay đặt nó 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 không có phù hợp và nó đang ở góc nghiêng nên là anh em có thể là nhìn không được nhưng mà mình nhìn đây thì rất là thẳng rồi Đầu tiên là mình sẽ xiết con ốc này trước Thẳng rồi nha anh em Xiết con ốc này trước Sau đó là anh em thấy nó không xoay được nữa rồi Mình nói tại sao phải để nó nó nó, nó như vậy Tại vì cái nguyên lý của cái thằng laser này Khi anh em dùng cái lục giác nhỏ nè Xiết ở trên Xiết thẳng xuống nha Xiết vặn vô á là nó sẽ cắn ren và nó đi xuống Đi xuống dẫn tới nó sẽ kéo cái tia laser đi xuống trong trường hợp mình muốn cái tia laser đi xuống thì mình sẽ vặn vô để kéo tia laser đi xuống trong hợp mình muốn cho nó cái tia laser này nó chiếu cao lên thì mình sẽ vặn ngược trở ra để cho cái cái lục giác này đi ra và nó kéo cái tia laser cho nó đi lên nhá cho nó chiếu lên ok tương tự như vậy tương tự như vậy thì anh em cũng có thể chỉnh cái lục giác bên hông này tương tự nha siết vô thì nó sẽ qua trái mà xả ra thì nó sẽ qua phải đó, rất là đơn giản thôi. Nhưng anh em phải từ từ nha. Đôi khi mà mà vặn bên này không được, anh em phải đổi qua đổi qua bên trái. Chứ nhiều khi mà có những cái laser mà khi anh em siết xuống quá rồi, nhưng mà anh em bắt cái chân nó không có bắt. Rồi, ok. À, như vậy là đã xong cái phần... đã xong cái... À, chưa chưa xong <laughs> xin lỗi anh em hồi nãy đang nói tới cái phần mà nhiều khi mà mình bắt cái chân nó không phù hợp nó hơi cao lên ví dụ vậy thì tự nhiên là cái cái dây nó chiếu quá cao ví dụ mình bắt cái chân không phù hợp do mình chế cháo này kia hoặc là mình không có 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 bắt cho nó chính xác được cái cái cái, cái ray mà mình bắt cái dây nó hơi chinh hay như thế nào đó do cái bán của mình thì mình sẽ xoay như thế nào đó có nghĩa là nó nó chỉ một xíu thôi nhưng mà mình mình sẽ bị cái lỗi nè siết con ốc này vào hết cỡ rồi mà nó vẫn chưa xuống theo cái cái ý đồ của mình đáng ra thì mình phải chỉnh cái chân cho nó xuống thì mình lại siết con này siết quá chặt đi đến mức mà nó lờn luôn cái ren này là hư luôn cái la gian anh em nó đã lờn rồi có khi anh em xả trở ra nó lại không ra mà nó đứng nó luôn siết vào quá chặt đến lúc xả ra nó không nó không kéo cái tia laser lên lại mà nó đứng nó luôn rồi, ok. Tại vì sao? Lúc nãy đang gọi thì đang 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 quay thì khách họ gọi cái là video nó bị đứng, nên là mình quên mất. Còn đoạn này mình chưa nói xong. Rồi, ok ha. Bây giờ là tới phần báo giá. Tại vì thời gian vừa rồi thì anh em gọi quá nhiều, mình không có tiếp sể Thì nói chung những anh em nào gọi, à, gọi trực tiếp á, thì máy mình nó đều có ghi âm hết, nên đa số là là đơn hàng của anh em nó vẫn đi đúng giờ luôn, đều đặn luôn ha. <laughs> à, ví dụ như anh em mà đặt sáng là hàng chiều đi đặt chiều là sáng mai sẽ đi hoặc là có sẽ có xác nhận hoặc này kia còn à, ví dụ như không đủ thông tin thì mới xác nhận thôi đủ thông tin là hàng từ giờ ngày mai đi thôi ok anh em không à, những anh em nào mà nhắn tin zalo mà đợi một hai ngày mà vẫn chưa thấy trả lời thì những em đó gọi lại cho mình ha? thứ nhất là có thể để lại số điện thoại biết sao để lại số điện thoại thì rất là nhanh được lọc ra và được gọi xác nhận nó nhanh tại do shop bị quá tải do thiếu nhân lực ha thì uh, báo giá luôn để anh em khỏi uh, gọi hỏi hoặc là nhắn tin zalo hỏi cái đó giá bao nhiêu đợi shop rất là lâu mới trả lời thì 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 uh, tăng thêm cái quá tải cho shop nữa thôi cái này thì hiện tại mình đang bán chung với super linh sọt phụ kiện ha gồm có cánh phượng nè À, kẹp hạt kim loại này, còn gọi là cò ná. À, và một số cái như là dây ná, rồi chân ray, rồi tay cầm nhựa hay này kia. <laughs> thì những cái đó mình đã báo giá trong những clip trước thì clip này thì do mình không có chuẩn bị những cái đó ở đây nên mình sẽ không báo giá tránh ngợp là anh em cũng uh, nghe mà không biết cái đó giá bao nhiêu. Cái đó giá anh đó là cái gì? À, những anh em nào chơi rồi mua hàng rồi thì mới biết. Anh em nào chưa mua, chưa thấy thì không biết. Thì cái này mình mà bán chung với cái bộ cánh phượng và cò ná thì mình sẽ bán là 100.000 anh em 100.000 à, Tại sao là 100.000 Tại vì à, mình bán cái này thực tế mình bán lẻ cái này không đầy đủ một bộ của nó như thế này à, lục giác là đầy đủ anh em và pin sẵn luôn vậy là 150.000 ngàn. 150.000 ngàn nha bao ship 150.000 ngàn bao ship nha bán lẻ cho anh em là chơi PC còn những anh em mà mua chung với super linh sọt do là trong phần cánh cò mình đã có báo giá là bao ship toàn quốc, à, COD nhận hàng trả tiền, nhận hàng kiểm tra hàng đúng như mô tả ở trên clip và trả tiền cho người giao hàng thì nó rất là minh bạch và thằng này nó sẽ đỡ được một ít tiền ship đỡ được một ít thôi chứ không phải đỡ được tới 50 000 nghìn đâu Nhưng mà mình sẽ bán thằng này rẻ như vậy có thể bán huề vốn nó mình vẫn bán được tại sao tại vì bán một cả một combo như vậy mình bán rẻ xuống để anh em dễ mua đó là không có kỳ kèo trả giá nữa còn đối với những em nào mà bây giờ mua lẻ cái này không á mà mình báo giá 150.000 bao ship thì những em mà đã mua cánh phượng gò này kia nọ sao anh thấy em báo 100 ngàn mà à, báo báo 100 ngàn mà giờ nói trăm rưỡi thì xin lỗi những em đó là trước á nếu anh mua chung với cái kia thì 100 ngàn là phải còn mua lẻ thì anh phải chịu tiền ship và thôi Nếu anh đã mua cái kia thì thôi ship nó tầm 35 nghìn thôi Thì anh chịu 135 nghìn em ship Còn đối với những em nào mà mua chơi PC thì em khuyên Nên em mua vậy nè em bán 150 ngàn bao ship ha Trong này đã có pin rồi nha anh em Đã có pin rồi Và em sẽ tặng theo cho anh em một cái vĩ pin nữa Tặng một cái vĩ pin nữa nha anh em đó như vậy là 150 000 bao ship Thì bây giờ giá nó rất là rẻ rồi Không còn lăn tăng gì nữa nha Và sau cái phần mà em hướng dẫn để chỉnh là da yeah rồi Thì anh em rất là dễ làm và dễ xài à, Thông qua đây cũng mong anh em đăng ký kênh Like clip bình luận tích cực dùm em Để em tăng thu nhập từ cái việc bán hàng rẻ cho anh em à, Ok Xin chào năm cho anh em là chúc anh em luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé.